Đây là tháp mặt trời ở công viên kỷ niệm triển lãm Expo 70, thành phố Suita, Osaka. Tòa tháp vốn là biểu tượng của triển lãm thế giới Nhật Bản, được tổ chức vào năm 1970. Tượng đài khổng lồ này được tạo ra với chủ đề sự tiến bộ và hòa hợp của loài người, đến nay đã chào đón 64 triệu người đến tham quan. Hiện nay, tòa tháp vẫn ở nguyên vị trí xưa. Bên trong tòa tháp là không gian tái hiện triển lãm đương thời mang tên Cây Đời cùng các khu vực bảo tàng khác. Không biết công trình nào sẽ trở thành biểu tượng cho triển lãm Expo được tổ chức vào năm 2025 tại Osaka đây?